Ngày 3 tháng 10, Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng ghi nhận số ca mắc mới trong ngày 19 trường hợp, bao gồm thị xã Vĩnh Châu 6, huyện Mỹ Tú 5, thị xã Ngã Năm 4, thành phố Sóc Trăng 1, huyện Trần Đề 1, huyện Cù Lao Dung 1, huyện Châu Thành 1. Trong đó, 7 trường hợp là F1 và 6 trường hợp về từ vùng dịch ngoài tỉnh đã được quản lý trước đó. 6 trường hợp phát hiện qua sàng lọc trong khu vực phong tỏa. Số ca mắc cộng dồn đến thời điểm hiện tại 1.348 trường hợp. Trong đó, thị xã Vĩnh Châu 440, huyện Mỹ Xuyên 293, huyện Mỹ Tú 150, thị xã Ngã Năm 99, huyện Thạnh Trị 87, huyện Kế Sách 75, huyện Long Phú 65, huyện Trần Đề 57, huyện Châu Thành 36, huyện Cù Lao Dung 30, thành phố Sóc Trăng 16. Số bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện trong ngày là 8. Đến nay, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 880. Số ca tử vong đến nay là 22 trường hợp. Số bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại cơ sở y tế là 446. Trong ngày 3 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã quyết định thành lập Bệnh viện điều trị COVID-19 tỉnh Sóc Trăng với tổng số giường điều trị là 150 giường bệnh. Về tình hình dịch bệnh tại thị xã Ngã Năm, trong ngày 3 tháng 10, Trung tâm Y tế thị xã Ngã Năm cho biết địa phương ghi nhận thêm 4 trường hợp mắc mới là người về từ vùng dịch được cách ly quản lý trước đó, không có yếu tố dịch tễ liên quan đến thị xã Ngã Năm. Số ca mắc cộng dồn từ 27 tháng 4 đến nay, 99 trường hợp, trong đó xuất viện 73 trường hợp và 2 trường hợp tử vong. Tính từ 12 giờ ngày 2 tháng 10 đến 12 giờ ngày 3 tháng 10, số người từ vùng dịch về trên địa bàn thị xã là 1.159 người hiện đang cách ly tập trung. Tổng số người từ vùng dịch về địa phương hiện đang cách ly là 1.750 người. Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thị xã yêu cầu người dân hạn chế ra đường khi không thực sự cần thiết để tránh lây lan dịch bệnh. Đối với người dân trở về từ các tỉnh, thành phố trong những ngày qua chưa thực hiện khai báo y tế thì khẩn trương đến ngay trạm y tế xã phường gần nhất để khai báo.